Dạ vâng, hôm nay thì em Thinh lại tiếp tục lên báo giá nhanh nha, 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cả nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Vâng, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở vào với kênh YouTube Hồng Thinh Nhật Bãi. Lời đầu tiên, Hồng Thinh kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên báo giá nhanh 5 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cả nhà mình vào theo dõi nhé và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Mẫu đầu tiên của ngày hôm nay đấy, em Thinh gửi đến cô chú anh chị nhà mình đó là một chiếc nồi đến từ thương hiệu Mitsubishi. Vâng, cái này thì rất là đẹp nhé, thành vách này, không có một vết chảy xước đâu nhé. Không có chảy xước ở nhà mình ạ, rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh này, bề mặt đường trên của nồi này, rất là mới nhé. Và cái này thì đời của nó là đời 12 nhé, cả nhà mình, cao tần 1 lít đời 12. Em sẽ mở vào lòng trong để cả nhà mình thấy được cái độ mới. Nắp nồi thì cực kỳ là mới nhé, nắp nồi thì mới kinh keng luôn cả nhà mình ạ, không có một vết gì nhé. Đó, doang nồi này, doang nồi cái này cũng mới kinh keng luôn, chưa có một cái vết dấu hiệu gì nhé, rất là đẹp. Doang nồi rất là đẹp luôn. Cái này nói chung là nấu cơm đang còn con cơm ngon, cực kỳ ngon nhé. Trong lòng nồi của cái này đấy, nó cũng không có vết chảy xước, cũng không có bị bong chóc nhé cả nhà mình. Rất là đẹp này, nhẵn phín này, vô cùng là đẹp này, mát mát luôn. Bên ngoài thì nó thuộc dòng inox nhé cả nhà mình. Đáy nồi này, cả nhà mình thấy này, cái này nói chung độ mới đấy thì đang còn tới 95-93% nhé cả nhà mình. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.300.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho bác là 1 tháng nhé. Vâng, bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ hai của ngày hôm nay. Mã thứ hai của ngày hôm nay đấy thì đến từ thương hiệu Sanier nhé. Cái này thì thành vách cực kỳ là đẹp này. Đó, thành vách đẹp, không có chảy xước này, không có bong chóc, không móp méo nhé. Bề mặt đường trên này, cái này thuộc dòng áp suất 1 lít nhé, đời 2010 cả nhà mình nhé. Và em sẽ mở vào lòng trong xem nào. Nắp nồi đây, đó, rất là đẹp luôn. Bên em mới mới test cơm xong nên đang còn hơi nhá, đang còn hơi bốc ở trên này. Đó, cái này thì răng của nó đang còn mới kinh keng luôn cả nhà mình nhá, đang còn mới lắm luôn này. Đó, cái này rất là chất, cái này mà bác không mua thì rất là phí nhá, bởi vì cái độ mới của nó đang còn rất là cao này. Lòng nồi thì không có một vết chảy xước nào nhá, không chảy xước. Bên ngoài cũng thế nhá, đang còn đẹp này, độ mới, độ sáng bóng của nó còn cao nhá, và nồi thì rất là dày nhá cả nhà mình. Cái dòng nồi áp suất này thì nồi của nó rất là dày luôn. Cái này thì bên em đang bán với giá là 2.300.000 đồng nhé. Đó, nhà mình mà ưng mẫu này thì chụp lại vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Số Zalo của em cũng là số này, cũng là 0336148716. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ 3 của ngày hôm nay. Mã thứ ba của ngày hôm nay là thương hiệu Hitachi này. Thành vách thì là bên dưới là màu trắng nhé. Đấy, bên dưới là màu trắng này. Thành vách không chảy xước nhé, không móp méo này. Bên trên thì phớt hồng nhé, cái nhà mình, hồng nhạt đấy. Cái này cũng là thuộc dòng áp suất 1 lít này. Đời 19 này, đời rất là cao luôn nhé. Ở trong lòng nồi, nắp nồi này. Đấy. Cái này thì răng của nó có hơi ngã màu một chút nhé cả nhà mình. Nó có hơi ngã màu, thế nhưng mà mình nấu cơm vẫn rất là ngon cơm nhé cả nhà mình. Dạ đây ạ, ở trong lòng nồi của nó đây. Trong lòng nồi của nó thì nó có đôi ba chấm nhé. Nói chung là nó có lấm chấm giống như thế là hạt cám thôi. Đấy, nó cũng không có ảnh hưởng tới chất lượng. Khi mà mình nấu cơm thì cơm vẫn rất là ngon cơm nhé cả nhà mình. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.400.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại cứ vào Zalo cho em nhé. Bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ tư của ngày hôm nay. Cái thứ tư của ngày hôm nay đến từ thương hiệu Panasonic nhé. Đấy, cái này thành vách này. Đó.
bề mặt đằng trên nhá. Cái này cao tần 1 lít đời 17 nhá. Em sẽ mỡ vào lòng trong này, cả nhà mình thấy này. Doang nồi này, doang nồi mới tinh teng luôn nhá cả nhà mình, mới lắm luôn này. Đó, doang nồi còn mới, nắp ở trên đang còn mới nhá. Lòng nồi của cái này thì cũng cực kỳ là mới nhá. Đấy, ở trong có phủ kim tuyến này, không bị chảy xước bong chóc gì nhá. Rất là đẹp, nói chung là cái này cũng đang còn đẹp này. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.900.000 đồng nhá. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại cái vào Zalo cho em này. Ui giời ơi, nặng quá. Nồi của Nhật nặng lắm cả nhà mình ạ. Cái này thì thành vách của nó không có một vết chảy xước nào nhá. Rất là đẹp này. Đấy, thành vách rất là đẹp luôn. Màu trắng nhá cả nhà mình. Cái này là Hitachi, thương hiệu là Hitachi. Bề mặt đằng trên thì nó là màu nâu cà phê nhá. Đấy, rất là đẹp. Áp suất 1 lít này. Đời 13 nhá cả nhà mình. Cái này thành vách bên ngoài thì cực đẹp rồi. Em xem vào lòng trong. Đây, lòng trong thì áp suất 1 viên bi này. Đấy, nắp nồi thì đang còn đẹp nhá. Nắp nồi thì nó cũng có hơi ngã màu một chút thôi nhá. Thế nhưng mà nấu cơm thì cơm vẫn rất là ngon cơm nhá cả nhà mình. Cái này lòng nồi không có chảy xước, không có bị bong chóc nhá. Lòng nồi cực đẹp luôn. Cả nhà mình thấy này, nó rất là đẹp này. Bên ngoài cũng thế nhá, bên ngoài cũng đang còn mới. Nói chung là cái này độ mới của lòng nồi đang còn cao nhá cả nhà mình. Cái này thì đang còn đạt tiêu chuẩn. Cái này bên em đang bán với giá là 1.400.000 đồng. Vâng, bác nào mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em nhé, là 0336148716 này. Ở những cái chức năng ở trên cái mặt này thì bên em đều đã hỗ trợ bằng tiếng Việt rồi. Sau khi mà nhà mình mua về đấy thì mình chỉ cần cắm dây điện vào là sử dụng được thôi nhé cả nhà mình. Chẳng hạn như chế độ chọn gạo này, gạo trắng này, nấu cơm ngon này, chế độ nấu này, ủ ấm này, gạo lứt này, nấu cháo này, phút này, giờ này, hẹn giờ này, nấu này, hủy này. Đó thì bên em đều đã gắn bằng tiếng Việt rồi. Sau khi mà mình mua về đấy thì mình không sợ là không biết tiếng Nhật nữa nhé cả nhà mình. Và riêng dòng nồi của Nhật đấy thì nó đều sử dụng điện là 100 và 110 nhé. Trước khi mà mình mua nồi ở bên shop em đấy mà nhà mình chưa có cục đỡ nguồn đấy, thì mình mua luôn cục đỡ nguồn kèm theo để cho độ bền của nồi nó cao này, và mình nấu cơm nó sẽ ngon cơm. Và tránh thêm cái trường hợp nữa là mình cắm nhầm vào điện 220 nhé cả nhà mình. Đó, nó rất là tiện lợi cái dòng nồi của Nhật đấy. Thì nó sẽ giúp cho gia đình nhà mình là cái thời gian sẽ tiết kiệm được cái thời gian. Tức là sáng mai mình đi làm buổi sáng đấy, mình có thể là cắm cơm trước đi và chọn chế độ hẹn giờ nấu. Sau khi mà buổi trưa mình đi làm về thì đã có sẵn nồi cơm chín rồi, rất là ngon cơm nhé cả nhà mình. Thì lúc đó mình vào mình chỉ cần nấu thức ăn nữa là mình sẽ có bữa cơm sớm này, mình sẽ nghỉ trưa sớm nhé cả nhà mình. Vâng, ngày hôm nay thì em chỉ lên giới thiệu đến cô chú anh chị nhà mình là 5 mẫu nồi cơm điện thôi. Dòng nội địa Nhật, khi mà cô chú anh chị nhà mình ưng mẫu nào đấy thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cũng như là em sẽ gửi đến những cái mẫu nồi mà mình cần chọn nhé. Bên em thì còn nhiều nồi dòng mới tinh cũng có nhé. Nếu mà cô chú anh chị nhà mình cần dòng nồi mới đấy thì cũng liên hệ vào số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi cái mẫu nồi mới đến cho mình nhé. Đến đây thì em xin được tạm dừng video. Cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi kênh của em đấy. Trước khi rời kênh thì mong cô chú anh chị nhà mình cho em một nốt like, một nốt đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nhà mình những video tiếp theo ạ.